Çekil bile özlerge kolu vermez kaytalan kolu. Địch rồi thì team địch nó cũng không còn gì nữa để lo mất trụ anh ạ. Thế bê đảo lên đảo ganh giúp gấu nha. Gấu trận này như là đánh thì cũng ngang kèo gấu ló anh ạ. Và thôi cứ giúp để được lợi nha. Chết gấu nó dán lên cao anh ạ. Đấy. Chạy này ấy làm chậm cực kỳ khó chịu nha. Chiêu 1. Đây. Ngon ăn được rồi. Anh em thấy chưa, con này đi ganh cực kỳ mạnh luôn, cứ đi ganh là có mạng anh ạ. Nên chơi này anh em phải tích cực đảo ganh nha. Hay à, Hayate à. Tìm ốp vào băng luôn này. Trúng, ngon. Dĩa cái anh ạ. Hay bào mòn máu ở gần Hayate nó không dám ra đâu. Ra là cũng chết anh ạ. Đây, bắn dĩa ông đấy cái. À, không có anh ạ. Bây giờ lại thế bánh mì kẹp thịt dành cho Hayate rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đảo ra mid nha. Ở đây không có tác dụng gì nữa anh ạ. Con này Hayate chui sâu quá. Kali chạy đâu bạn? Chết nha. Ủa anh em thấy không? Cái chiêu cuối ở nội tạng này làm chậm cực kỳ khó chịu luôn. Nên cho này đi ganh ấy, thì sẽ gây ra một cái kiểu áp lực rất lớn nha. Rồi tiếp tục. Rồi team bạn bỏ ăn dòng anh ạ. Thấy mình bắt chạy ngay. Ok, lui tem ơi. Farm tí đã. Cho xanh anh ạ. À, còn con lính tí máu không lỡ bắn nội tạng. Kệ farm sớm xong con dòng này nha.
Ok, ai à, nghe Grab kéo pha hiểm thật anh ạ. Pha đấy mà lỡ một nhịp thôi là mất con dòng luôn. Nghe à, tí là cay luôn này. Ok, bây giờ lên xong mình sẽ lên nhanh Phoenix nha. Và lối đổ của Joker mình sẽ để dưới màn hình nha anh em. Thì lối trang bị lại thì cũng giống cái lối trang bị Joker lần trước nha anh em. Về cái đồ đầu mình lên cho cái con Joker là cái giày Hermes nha anh em, để có cái lượng gì nhỉ, tốc chạy này, để đảo lên như các trường hợp ấy, thì nó sẽ giúp mình có thể là ganh với cả giúp đỡ team mình nhiều hơn nha. Thì team nó sẽ lợi hơn anh ạ. Bây giờ mình sẽ bắt ăn lính đẩy trụ nha. Mình sẽ ra bào cái trụ này, còn tí máu nhìn ướt cả mắt anh ạ. Ok, xong mình tắt đi nha. Thì mình không đánh quen cái ăn lính đẩy trụ anh ạ, nên mình chỉ đánh cái chế độ tự đánh thôi thì nó sẽ bị thì nó sẽ được dễ hơn nha. Còn anh em làm chơi chế độ ăn lính đẩy trụ thì đánh quen thì không sao, mà mới chơi ấy, chơi độ ăn lính đẩy trụ cực kỳ khó luôn anh ạ. Khi nào những cái pha kiểu như bách đo hay là phá lót cái trụ thì ăn bật ăn lính đẩy trụ thì nó ok hơn, chứ còn chơi bình thường thì mình khuyên anh em cứ bật cái chế độ tự đánh thì nó dễ nhất anh ạ. Rồi Van Hell quả chết nha. Ôi ôi Grack thôi hút xịt rồi nha bạn. Ok, đạt được quả bom cười. Van Hell cười chết luôn. Rồi Grack thì cũng không cứu được Van Hell nữa rồi. Pha đầu đi rồi bụi, không biết có Grack. May mà tránh được cái hút anh ạ. Rồi đứng mid thì cũng không có đính, về lại lên giúp gấu tiếp nha. Cái thế trận của hai bạn gấu này như là hơi căng anh ạ. Ok, bây giờ gấu bị bắt rồi anh ạ. Rồi chạy đâu nữa. Bọc đầu bắt sống luôn anh ạ. Một phát, một ulti, ngon. Thế có mạng. Đấy, còn về slot thứ 2 thì con Joker là cái gì nhỉ? Cái thương xuyên phá nha. Cái thương này rất quan trọng, tại vì trong cái thương này có nội tại là sau khi thoát khỏi giao tranh nó sẽ cộng thêm 10% tốc chạy, mà lại cộng với dồn với cái gì nhỉ, nội tại của cái giày Hermes ấy, thì nó lại càng làm tăng thêm tốc chạy của Joker, với cả cộng thêm chiêu hài thì cái lượng tốc chạy của Joker khi về lết thì nó cực kỳ nhanh luôn anh ạ, kiểu nó ngang Omega đấy, nhanh lắm anh ạ. Đến khi chơi Joker này thì cố đi đảo đường nha. Ủa ôi Kali men được một cái bom cười bắn thường phát hẹo luôn anh ạ. Rồi về lui nha. Lui voi ơi, phải lui đi đảo tiếp anh ạ. À, bùa đỏ đây ăn luôn. Ủa, ngon. Ra đúng lúc anh ạ. Phải dù cả lão không dám vào thủ đâu, vào bắn ngay. À, còn về slot thứ mấy nhỉ, thứ 3 con Joker là mình lên cho nó cái nhanh Phoenix nha, để bắn cho nó thấm ấy. Tại đây là một chất tướng kiểu như AD nhưng mà lại không mạnh vào đòn đánh tay anh ạ. Lên phải lên cái đồ kiểu sát thương cho con này mới mạnh được nha. Rồi gấu béo ăn phát bom cười mất lửa cây anh ạ, quá thốn luôn. Và bây giờ sẽ về ăn bùa xanh nha. Mình thấy cái bùa xanh ở kia mãi ngay ăn, về ăn nha. Đó, còn về slot thứ mấy nhỉ, thứ 4 dành cho Joker là cái mình quên tên, à cái kiếm Muramasa nha. Thì cái kiếm này có thể giúp được cái kiếm này ấy, thì có thể bắn được những thằng tanh tanh châu châu ấy, nó lên nhiều giáp ấy, thì mình có thể bắn xuyên được dễ hơn nha. Và trận nào mà team nó gì nhỉ, ít thằng tanh ấy mà nhiều AD thì anh em không cần lên cái thương Muramasa đâu, mà anh em lên cho mình cái gươm điện hoặc là cái kiếm Phoenix ấy, thì nó sẽ bắn cho con Joker ok hơn nha. Rồi Grack đi hớ hình à, chết nha. Rồi bao nhiêu combo rồi nó ăn Grack béo anh ạ. Rồi chết, điểm hạ gục dành cho Zuka luôn anh ạ. Và con slot thứ mấy nhỉ, thứ 5 là mình lên cho Joker là cái kiếm phước kiếm nha. Để sau mỗi đòn ulti kiểu bám một người nó xong ấy, thì lão anh em phải lém một cái dao vào để kiểu như là gì nhỉ, bồi thêm nó đánh thường anh ạ. Đấy, lên khi cái chiêu ulti được kích hoạt thì nó kích hoạt cái nội tại của cái phước kiếm, thì nó sẽ giúp mình kiểu đánh thêm một đòn nữa thì nó sẽ đau hơn nha. Còn về slot cuối cùng mình nên cho Joker là cái gì nhỉ, cái áo choàng hồi sinh nha. Thì cái đấy anh em khi về lết ấy thì có thể bán cho mình kiểu hết hai lần áo choàng hồi sinh ấy, thì có thể bán đi lên cái lưỡi liềm cái gì nhỉ, à liềm đoạt mệnh nha. Đó thì nó có thể là cho Joker nó mạnh hơn nha, chứ không về lết hết cái đồ thì nó có vẻ yếu anh ạ. Thôi lui thì ui dồi ôi bao nhiêu sát thương dồn nó, nhưng mà may không chết anh ạ, tại có chiêu hai nó miễn được, quá là thơm. Ok, bây giờ lại cùng anh em ép tiếp vào anh ạ. 5-0 rồi, khá xanh đấy. Tao bảo bên mình đứng ngoài mình gì hả anh ạ. Ôi, chúng Zuka không thốn lắm, mà cứ mưa dầm thấm lâu anh ạ. Cứ một
tí một tí xong bắt đầu nó lên hàng tấn sát thương luôn. Rồi bây giờ ra đây có bùa xanh nhỉ, bùa xanh không dai nhỉ. À đây vừa lói xong, thơm, đúng lúc hết mana. Ok, bật chờ ulti vào phát hồi ngon ngay. Ok, bây giờ lên ép tiếp nha. Đây mỗi trụ này anh ạ, còn hai cái trụ này ép dễ. Từ đã, bây giờ đợi lúc cho cái nội tại bắn nó mới tốt được anh ạ, chứ không thì bắn nó cũng yếu lắm. Và cái con Joker ấy, nếu anh em nào chơi kiểu lên chí mạng thì nội tại thoảng nó bắn ra cái ca chí mạng kiểu 4.000 hoặc 3.000 cực kỳ thốn nha. Rồi bom cười ngon. Rồi tốc biến lui đi anh ạ, e te không đùa được với nó đâu, thì nó có sát thương chuẩn mà, thì chiếu 2 của mình chỉ miễn được mắt sát thương vật lý chứ không miễn được sát thương chuẩn. Rồi Van Heo tiếp tục chip bờ kill luôn, ngon. 8-0 rồi anh ạ. Trận này mình sẽ cố giữ mạng, chết mạng nào nhá, cho KDA nó đẹp anh ạ. Rồi không lém được quả bom cười mặt du béo. Còn du nó vẫn lui không trụ anh ạ. À đây nhảy ra rồi, bom cười chết. Ui giời, vẫn chưa chết. Thêm cái chiêu 1 thần thánh vỡ đầu ngay anh ạ. Ê, bắn tên lửa cực kỳ rát. Rồi tiếp tục khai Ate dám ra không? Ủa, Narod biến về đứng ở đây quá là lộ liễu nha. Bùa xanh nhưng mình căn thời gian nó cũng sắp sửa ra ở đây ạ. Đứng đây farm lính xong thì có gì ăn bùa xanh luôn anh ạ. Chứ đỡ phải về. Mà về lết thì con này chơi không tốn mana lắm, chứ đầu trận là con này chơi cực kỳ tốn mana nha. Ở 9-0 rồi. Khóa xanh rồi, bây giờ ăn con rồng rồi tiếp tục nha. Thì về lết bây giờ mình cũng gần full đồ anh ạ, cũng không cần con rồng lắm mà thôi gan cho team xanh. Đấy, bắn cực kỳ nhanh luôn. Rồi xong con rồng 102 vàng anh ạ. Đấy, bùa xanh ra rồi. Con Na có bùa cho mình ý. Ok, đồng đội rất hiểu ý nha. Rồi, tiếp tục lên tiếp anh ạ. Ôi, Na băng xấu thế. Một phát. Ôi, Zuka này. Chết. Thần thánh tiếp. Ủa, thần thánh liên tục anh ạ. Rồi, bây giờ team có lên nữa không nhỉ? Khả năng là không, chưa lính anh ạ. Rồi, cứ đứng ngoài dỉa thôi anh ạ. Vì chưa lính thì mình cứ rỉa chiêu 1 thôi. Đấy, cứ rỉa này thôi anh ạ. Việc nhẹ lương cao, chỉ cần kỹ năng định hướng. Ủa, nghe bắn phát xiên hai mạng luôn. Ghê thật. Rồi quả win rồi anh ạ. Mà đây lính đây. Đấy ngon cái lính ngay anh ạ. 12-07. Quá đẹp luôn KDA. Đợi tí anh nhà gần vỡ mình lao trụ nha. Đây quả đứng tạo dáng là cực kỳ đẹp luôn này. Quách, what the fuck. Nghe quả mình tưởng flash phá nhà xong bắt đầu mình lao rồi. Thế quái nào. Không sao anh ạ. Và video của mình đây là hết nha anh em. Nếu anh em thấy hãy cho mình một like, một xem, đăng ký kênh ủng hộ mình ra video tiếp theo hơn nha. Bye bye.